Kiều thi ca, các đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tùy theo thật tướng nên trụ mà không nên trụ, vì dùng vô sở đắc làm phương tiện phải nên học như vậy. Khi ấy Xá Lợi Tử nghĩ như vậy: nếu đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đối với tất cả pháp đều không nên trụ, thì tại sao nên trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa? Cụ thọ thiện hiện biết tâm niệm của Xá Lợi Tử liền nói: ý tôn giả thế nào, tâm của chư Như Lai thì trụ ở đâu? Xá Lợi Tử đáp: tâm của chư Như Lai hoàn toàn vô sở trụ. Vì sao? Vì tâm của chư Phật không trụ sắc uẩn cho đến thức uẩn, không trụ nhãn xứ cho đến ý xứ, không trụ sắc xứ cho đến pháp xứ, không trụ nhãn giới cho đến ý giới, không trụ sắc giới cho đến pháp giới, không trụ nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không trụ nhãn xúc cho đến ý xúc, không trụ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không trụ địa giới cho đến thức giới, không trụ nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, không trụ vô minh cho đến lão tử, không trụ cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi, không trụ bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, không trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, không trụ chơn như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, không trụ cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, không trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, không trụ bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, không trụ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không trụ tám giải thoát, chín định thứ đại, không trụ pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, không trụ tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, không trụ cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, không trụ năm loại mắt, sáu phép thần thông, không trụ mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không trụ 32 tướng, 80 vẻ đẹp, không trụ pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không trụ tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, không trụ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì tất cả pháp bất khả đắc. Như vậy thiện hiện tâm Như Lai đối với tất cả pháp hoàn toàn vô sở trụ, cũng chẳng phải không trụ. Lúc đó cụ thọ thiện hiện nói với Xá Lợi Tử: các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng đều như vậy, tuy trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa mà đồng với Như Lai đối với tất cả pháp tâm vô sở trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tuy trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhưng đối với sắc uẩn chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Đối với thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Như vậy cho đến đối với trí nhất thiết chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Xá Lợi Tử: vì sắc vân vân, pháp không hai tướng. Xá Lợi Tử: các đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tùy theo tướng chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ, dùng vô sở đắc làm phương tiện nên học như vậy. Bấy giờ trong hội chúng có các thiên tử suy nghĩ, lời lẽ câu chú của các dược xoa vân vân nhiều loại khác nhau, tuy ẩn mật nhưng chúng ta còn có thể hiểu rõ được. Tôn giả thiện hiện thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, mặc dù dùng nhiều lời lẽ chỉ bày rõ ràng, nhưng sao chúng ta lại không hiểu nổi? Cụ thọ thiện hiện biết được tâm niệm của các thiên tử liền bảo: các vị thiên tử, những gì tôi đã nói các vị không hiểu nổi sao? Các thiên tử đáp: đúng vậy, đúng vậy, câu cú và ý nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà tôn giả đã nói đối với chúng tôi thật là khó hiểu. Cụ thọ thiện hiện nói: tôi thường đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này trong nghĩa tương ưng không nói một chữ, các vị cũng không nghe thì lấy gì mà hiểu. Vì sao? Các thiên tử, vì trong nghĩa tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì văn tự ngôn ngữ hoàn toàn xa lìa, bởi vì trong ấy người nói, người nghe và người hiểu đều bất khả đắc, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đã chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề sâu xa vi diệu cũng lại như vậy. Thiên tử nên biết, như Phật hóa làm một hóa thân Phật, hóa thân Phật này hóa làm bốn chúng, đều đến hội mà thuyết pháp.
Ý các vị thế nào? Trong đây thật có người thuyết, người nghe, người hiểu không? Các thiên tử đáp, bạch đại đức, không có. Thiện hiện bảo, đúng vậy, thiên tử, tất cả pháp đều như huyễn hóa. Nay trong nghĩa tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, người thuyết, người nghe và người hiểu đều bất khả đắc. Thiên tử nên biết cũng như mộng thấy Phật thuyết pháp cho chúng. Ý các vị thế nào? Trong đây thật có người thuyết, người nghe, người hiểu không? Các thiên tử đáp, bạch đại đức, không có. Thiện hiện bảo, đúng vậy, thiên tử, tất cả pháp đều như mộng. Nay trong nghĩa tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, người thuyết, người nghe và người hiểu đều bất khả đắc. Thiên tử nên biết giống như có hai người ở trong một hang núi, mỗi người xoay về một hướng, cùng một lúc cất tiếng ca ngợi Phật Pháp Tăng. Ý các vị thế nào? Hai tiếng vang này có thể nghe lẫn nhau, có thể hiểu lẫn nhau không? Các thiên tử đáp, bạch đại đức, không. Thiện hiện bảo, đúng vậy thiên tử, tất cả pháp đều như tiếng vang. Nay trong nghĩa tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, người thuyết, người nghe và người hiểu đều bất khả đắc. Thiên tử nên biết ví như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của vị ấy ở ngã tư đường, hóa làm bốn chúng, và một Như Lai thuyết pháp cho chúng nghe. Ý các vị thế nào? Trong đây có thật người thuyết, người nghe, người hiểu không? Các thiên tử đáp, bạch đại đức, không. Thiện hiện bảo, đúng vậy thiên tử, tất cả pháp đều như nhà ảo thuật. Nay trong nghĩa tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa này, người thuyết, người nghe và người hiểu đều bất khả đắc. Thiên tử nên biết do nhân duyên này, đối với trong nghĩa tương ưng với bát nhã ba la mật đa sâu xa, tôi thường không thuyết một chữ, các vị cũng không nghe thì lấy gì mà hiểu được.